Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, từ nguồn kinh phí tài trợ 125 triệu đồng của các cơ quan tổ chức, xã Hòa Bắc tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, Tết Nghĩa Tình, gặp mặt trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai trên địa bàn xã. Các cơ quan tổ chức từ thiện trao tặng 250 suất quà cho bà con, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết. Đặc biệt, ngoài những suất quà trao tặng cho hộ nghèo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn trao 2 suất quà cho em Phạm Duy Thành, thôn Nam Yên và Phạm Thảo My, thôn Lộc Mỹ, là con nuôi của đơn vị, mỗi suất gồm 1 chiếc xe đạp và 1 triệu đồng tiền mặt. Chùa Linh Ấn Bà Nà trao tặng 63 bộ áo quần thổ cẩm đồng bào Cơ Tu cho học sinh bán trú tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, tạo điều kiện cho các em đến trường, góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.